linh lung tháp màu vàng đứng sừng sững nhưng lại ẩn ở trong hư không chỉ có cường giả đã lĩnh ngộ chân lý võ đạo mới có thể thấy được mà phàm là có thể nhìn thấy đều cảm thấy rung động vì cố ý cảnh trấn áp hết tất cả kia mà ở phía dưới hoàng kim bảo tháp ánh mắt của đạo thân ảnh kia càng là như liệt hỏa thân ảnh này chính là trần khuynh địch cơ hồ là lập tức ánh mắt của ba người đàm hoa minh tôn độc cô cầu đạo liền rơi vào trên người của trần khuynh địch ở trong ánh mắt của mỗi người đều mang theo kinh hại khó tả lấy ánh mắt của bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra được, Trần Khuynh Địch lúc này cũng chưa có lĩnh ngộ đại đạo huyền quang, nhưng mà gặp quỷ. Loại sức mạnh hùng hậu này là đã xảy ra chuyện gì, 20 thành. Chọn vẹn 20 thành lực lượng. So với bất cứ người nào ở trong bọn hắn đều không hề yếu, thậm chí là còn vượt qua minh tôn có nội tình yếu, phải biết rằng ba người ở đây là ai, một người là tông chủ kiếm tông, một người khác là thủ tọa đạt ma viện Phật Môn, đặt ở Trung Nguyên cũng đều là nhân vật nổi tiếng, không nói đến tính cách, nhưng thực lực đều là quá rõ ràng. Đại đạo huyền quang 10 vạn dặm trở lên, độ khống chế lực lượng cũng đã sớm đột phá cực hạn, đạt đến khoảng chừng 20 thành, bằng vào loại thực lực này đã có thể quét ngang Đông Hải. Ở bên trong bốn đại biên hoang, cũng chỉ có Bắc Nhung mới sẽ không kiêng kỵ thực lực như vậy, còn ba đại biên hoang còn lại nếu đối mặt với độc cô cầu đạo và đàm hoa chỉ sợ còn chưa đánh đã bị dọa cho mất đi ba phần lực lượng đây cũng là một trong những nguyên nhân vì cái gì mà thánh địa võ đạo chẳng thèm ngó tới đối với việc bốn đại biên hoang xâm lấn thậm chí là còn không phái người hiệp trợ dù sao thì tông phái cũng không phải là hoàng triều bọn hắn cũng không có nhiều con dân cần phải bảo hộ như vậy mà đối với thánh địa võ đạo mà nói cường giả ở trong tông môn đã đủ để bảo vệ đệ tử của bọn hắn nhưng mà đáng giận vì Trần Khuynh Địch này là đã xảy ra chuyện gì, độc cô cầu đạo cùng với đàm hoa đều là phải tu luyện trong mấy trăm năm mới có được tu vi như bây giờ. Nhưng Trần Khuynh Địch thì dựa vào cái gì? Hắn cũng chỉ khoảng chừng 20 tuổi, hơn nữa nghe nói là chỉ vừa mới đột phá đến hỏa luyện kim đan, vừa mới đột phá liền có thể mở ra đại đạo huyền quang. Hơn nữa vừa mở ra chính là trọn vẹn 10 vạn dặm, đây là trò đùa quốc tế gì thế? Không có khả năng. Không dựa vào đại đạo huyền quang, chỉ bằng vào cường độ lực lượng cũng đủ để sánh ngang với chúng ta. Tại sao lại có thể như vậy? Ba người đàm hoa đến cùng vẫn có nhãn lực rất cao, rất nhanh liền nhìn ra tình huống của Trần Khuynh Địch. Đơn giản mà nói, chính là trinh lệch ở bên trên dung lượng. Trần Khuynh Địch ở bên trên dung lượng lực lượng, bẩm sinh đã chính là gấp hai lần võ giả phổ thông. Cho nên 10 thành lực lượng của hắn, đối với những người khác mà nói thì là tương đương với 20 thành mà đây vẹn vẹn chỉ là lực lượng ở bên ngoài, không dùng đại đạo huyền quang để đào móc tiềm năng của bản thân, thế mà đã đạt tới loại trình độ khủng bố này. Đương nhiên, loại lực lượng này cuối cùng cũng không thể so sánh cùng với 20 thành lực lượng của ba người đàm hoa. Dù sao thì bọn hắn cũng dùng đại đạo huyền quang để đào móc tiềm năng của bản thân, lực lượng toàn thân nối liền thành một khối. So sánh cùng với Trần Khuynh Địch mặc dù có lực lượng khổng lồ nhưng lại không thống nhất, về phương diện này là bọn hắn chiếm cứ ưu thế, nhưng bất kể nói như thế nào độ khống chế lực lượng của Trần Khuynh Địch cũng đã là 20 thành. Chỉ ít bây giờ cũng là cường giả cùng cấp độ với bọn hắn. Một chút tinh quang lóe lên ở trong mắt, Trần Khuynh Địch quét mắt bốn phía, cuối cùng tập trung ánh mắt lên trên người của ba người đám hoa, rất là hài lòng gật gật đầu. Bản thân vừa rồi ra trận thật là đẹp trai. Không buồn công ta bị đánh hội đồng ở vạn thọ cung. Không đúng, là thí luyện một hồi lâu như vậy, đúng là công phu không phụ lòng người bất quá luôn cảm thấy giống như thiếu một chút gì đó, mà đúng vào lúc này, Long Thiên Tứ đứng ở phía trên đài cao dường như cũng đã phản ứng lại, sau khi vùng vẫy trong chốc lát, liền thay đổi thần sắc không phục, một giây sau. Thuận Dương cung chúng ta bây giờ lại sinh ra võ giả hòa luyện Kim Đan. Tuần lệnh của trưởng giáo, nay Trần Khuynh Địch đã bước vào hòa luyện Kim Đan, mở ra đại đạo, quy trấn thiên hạ, trở thành trưởng giáo đời sau của Thuần Dương cung chúng ta bài kiến trưởng giáo, vừa dứt tiếng, vô số đệ tử thuần dương cung, tất cả các trưởng lão tận mắt chứng kiến Trần Khuynh địch xuất quan, tự mình cảm thụ uy thế giống như núi kia cũng nhao nhao phản ứng lại, bất quá khác biệt với Long Thiên Tứ xoắn suýt, bọn họ là thật sự vui mừng, nguyên một đám giống như là cắn thuốc lắc vậy, gầm thét lên tiếng. Bài kiến trưởng giáo Cùng minh trưởng giáo xuất quan Chúc mừng, ở trong đám người, ánh mắt của ba nữ lạc tương tư, Trần Tiêm Tiêm, Dương Xuân cũng nhấp nháy, mang theo vài phần sùng bái và mấy phần hy vọng mà nhìn về phương hướng Trần Khuynh Địch. Ở bên ngoài Thanh Châu Đạo, doanh Phượng Tiên cùng với Tần Kiền Hoàng sau khi giao thủ thêm một chiêu liền đồng thời thối lui, cũng đồng thời dừng tay. Bản thân doanh Phượng Tiên càng là bỗng nhiên quay đầu, trong ánh mắt kinh ngạc còn mang theo vài phần vui sướng, từ khi thế đáng sợ truyền đến từ bên trên Thái Hoa Sơn. Ở trong cảm giác của doanh Phượng Tiên xem ra quả thực là không thể quen thuộc hơn nữa, mà gần như đồng thời, Tần Kiền Hoàng cũng nhận ra chủ nhân của cỗ khí thế kia là sư huynh. Trần Khuynh Địch khác biệt cùng với doanh phượng tiên mừng rỡ, sắc mặt của Tần Kiền Hoàng có vẻ hơi quỷ dị đối với nàng mà nói. Trần Khuynh Địch kỳ thật cũng là một tồn tại khó có thể dùng lời để diễn tả được, tốc độ tiến bộ của hắn là viễn siêu sự tưởng tượng của nàng, đột phá hỏa luyện kim đan thì cũng thôi đi, lúc này mới đột phá được bao lâu chứ, coi như có thể mở ra đại đạo huyền quang cũng không có khả năng lập tức trở nên mạnh như vậy dường như là phát giác ra được ý nghĩ của Tần Kiền Hoàng, doanh phượng tiên quay đầu liếc nhìn Tần Kiền Hoàng một cái, không biết vì sao. Nàng đột nhiên sinh ra một cỗ kiêu ngạo cùng với cảm giác tự hào, lập tức chính là hơi ngửa đầu, cẫn ngực một cái, gần như đồng thời, dương xuân, lạc tương tư. Trần Tiêm Tiêm cũng không tự chủ được mà mở miệng, bốn nữ mặc dù ở các nơi khác nhau, nhưng lại trăm miệng một lời nói, không hổ là sư huynh mà vào giờ khắc này đứng ở phía trước vạn thọ cung. Trần Khuynh Địch đắm chìm ở trong tiếng gầm ngập trời, nghe thấy rất nhiều âm thanh chúc mừng ở bên tai, khóe miệng cũng không nhịn được mà hơi hơi câu lên, không sai. Ta thiếu chính là cái này. Người ra sân cuối cùng làm sao lại không có tiếng hoan hô, chịu đựng lâu như vậy, Trần Khuynh Địch ta hôm nay rút cục hết khổ rồi. Tốt tốt tốt, trong ba người ở phía trên Thái Hoa Sơn, độc cô cầu đạo là người đầu tiên kịp phản ứng, nguyên nhân rất đơn giản, nghen ghét, độc cô cầu đạo chính là biết đến Trần Khuynh Địch nhưng đối với hắn mà nói trần khuynh địch chẳng qua chỉ là một hậu bối mới quật khởi ở thuần dương cung khoảng chừng vào một năm trước mới đột phá đến võ đạo tông sư kết quả thì sao một năm thời gian đối với dạng võ giả như độc cô cầu đạo mà nói bất quá chỉ là khép hai mắt lại sau đó mở ra mà thôi sau đó một kẻ hậu bối cũng trở nên giống như mình nhìn cô khí thế dung chuyển thiên địa này nghiễm nhiên đã có thể sánh ngang với mình nếu chỉ là như thế lấy kiếm tâm của độc cô cầu đạo vẫn có thể ổn định tâm thần như cũ đơn giản chính là có thêm một đối thủ mà thôi không có gì ghê gớm lắm nhưng vấn đề là nếu không so sánh thì sẽ không có tổn thương nhìn người mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ nhà mình ở trong đoạn thời gian trước vừa mới đột phá võ đạo tông sư mặc dù có tích lũy hùng hồn nhưng vẫn chưa thể đạp phá ba cửa võ đạo tuy nhiên đặt ở trong các đời đệ tử kiếm tông cũng đã được coi là rất không tệ Vốn dĩ thì Độc Cô Cầu Đạo cũng rất là hài lòng đối với vị đệ tử thân truyền này của mình, nhưng mà bây giờ nhìn Trần Khuynh Địch, Độc Cô Cầu Đạo hung tận trường lý trường không một cái, lúc này Lý Trường Không vẫn còn đang giằng co cùng với Lạc Tương Tư ở trong Thái Thanh trận môn, đều người trẻ tuổi, tại sao còn chưa đột phá Hỏa luyện Kim Đan, phế vật. Nhất là vừa nghĩ tới Trần Khuynh Địch là người của Thuần Dương Cung, còn là nghĩa tử của Ninh Thiên Cơ, Độc Cô Cầu Đạo càng cảm thấy khó chịu, chính Hàn đánh không lại Ninh Thiên Cơ còn chưa tính ngay cả đệ tử của mình cũng không đánh lại đệ tử của Ninh Thiên Cơ, thực sự là đáng giận. Độc cô cầu đạo càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, càng nghĩ càng cảm thấy phẫn nộ, vốn là đã một mực bị Ninh Thiên Cơ áp chế. Bây giờ ngay cả đệ tử của mình cũng kém xa tít tắp nghĩa tử của Ninh Thiên Cơ, dù là lấy tâm trí của hắn, lúc này cũng sinh ra một cỗ ngọn lửa vô danh, cho nên ở trong ba người hắn là người đầu tiên phản ứng lại để ta nhìn xem nghĩa tử của Ninh Thiên Cơ rốt cuộc có bản sự gì, độc cô cầu đạo khẽ động suy nghĩ, Duy ngã kiếm ở trên đỉnh đầu của hắn nhất thời tách ra vô tận kiếm quang, hợp lại thành một với bản thân của hắn, biến mất thân hình, chỉ còn lại một chuôi duy ngã kiếm sừng sững ở trong hư không. Bổ xuống một kiếm về phía Trần Khuynh Địch đang đứng ở vị trí vạn thọ cung mà đối mặt với một kích này của độc cô cầu đạo, Trần Khuynh Địch không những kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đã sớm chờ ngươi ta ở trong không gian truyền thừa bị 36 vị tổ sư đánh hội đồng từ đầu đến cuối, không đúng, là thí luyện nhiều lần như vậy, không phải là vì lúc này hay sao? Trần Khuynh Địch cũng không nói gì, giơ tay phải qua cao khỏi đầu, năm ngón tay nắm lại, mà theo cái động tác này của hắn. Linh lung tháp màu vàng vô hình ở bên trong hư không cũng hiện lên lần thứ hai, theo thân hình của Trần Khuynh Địch kiên quyết bay lên, hóa thành một chùm sáng vàng óng, phẳng phất như trụ trời huy hoàng, không thể ngăn cản, quanh nắm đấm của Trần Khuynh Địch trực tiếp va chạm cùng với Duy Ngã Kiếm, phát ra âm thanh sắt thép va chạm nổ mạnh, khác biệt với thời điểm ở Đông Hải. Bây giờ độ khống chế lực lượng của Trần Khuynh Địch đã đạt tới 10 thành, một thân vĩ lực quy về bản thân, lực phòng ngự của nhục thân Kim Đan cũng đều viễn siêu trước kia. Thế mà thật sự có thể ngạnh kháng với Duy Ngã Kiếm, bất quá đạo binh thượng phẩm Trung Quy vẫn là đạo binh thượng phẩm, Duy Ngã Kiếm xé rách nhục thân Kim Đan ở dưới sự thao túng của độc cô cầu đạo hung hăng chém vào nắm đấm của Trần Khuynh Địch, trực tiếp xé rách máu thịt ở trên tay của hắn, lộ ra xương cốt vàng óng ở bên trong. Nhưng mà cho dù là ở dưới loại đau nhức bực này, Trần Khuynh Địch vẫn mặt không đổi sắc, không ở trong hai mắt tràn ngập ánh vàng nồng đậm. Thật là lợi hại, rút tay ra lùi về phía sau, Trần Khuynh Địch thối lui một bước, đồng thời vẩy vẩy tay, khiến cho người ta biến sắc là, theo loại động tác này của hắn bàn tay nguyên bản nứt ra thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khôi phục, trước sau bất quá chỉ trong chớp mắt, bàn tay vốn dĩ thảm không nỡ nhìn cư nhiên đã khôi phục lại nguyên dạng, độc cô cầu đạo, chuyện gì đang xảy ra, ta vừa mới dùng một kiếm chặt hắn mà, về thường đâu, không để ý đến sự kinh ngạc của độc cô cầu đạo, Trần Khuynh địch hít vào một hơi thật sâu. Linh lung tháp màu vàng trên đỉnh đầu quay tít một vòng, sau đó trực tiếp chui vào bên trong mi tâm của hắn, đồng thời Trần Khuynh Địch cũng dùng hai tay kết ấn âm dương nhị khí dung hợp thành một thể, hóa thành một phương thái cực đồ trắng đen, sau đó bỗng nhiên nổ tung, mà ở trung tâm vụ nổ, một vòng hai thiên phủ quang sắc bén đến cực hạn âm âm bộc phát. Đây là thiên địa âm dương tạo hóa hồng lô quyết. Ánh búa bổ từ trên xuống dưới, mang theo cự lực đập về phía duy ngã kiếm do độc cô cầu đạo hóa thành, mà gần như đồng thời, độc cô cầu đạo liền phản ứng lại. Duy ngã kiếm trở nên hư ảo trong nháy mắt, thân ảnh của độc cô cầu đạo hiện hiện mà ra, ở trong ánh mắt nhìn Trần Khuynh Địch tràn đầy vẻ ngoài ý muốn, nhưng sau đó lại chậm rãi đưa tay, dùng ngón trỏ hướng về phía ánh búa bổ tới của Trần Khuynh Địch nhẹ nhàng điểm một cái, một vòng kiếm quang càng thêm thuần túy chợt hiện, trong nháy mắt nhuộm bốn phía thiên địa thành ban ngày. Đây là đại tự tại thần kiếm. Độc cô cầu đạo có tâm trí kiên định, đối mặt với Trần Khuynh Địch hoàn toàn không lơ là sơ suất một chút nào, sau khi thanh tỉnh lại liền thi triển tuyệt thế thần công của kiếm tông, mà đồng dạng là đại tự tại thần kiếm, kiếm khí mà độc cô cầu đạo thi triển ra lại hoàn toàn khác biệt cùng với lý trưởng không, hắn hoàn toàn không cần phải mượn nhờ bất luận kiếm khí gì. Trong lúc giơ tay nhất chân liền ngưng tụ ra từng đạo từng đạo kiếm khí, sau đó lại dung hợp vô số đạo kiếm khí thành một thể, hóa thành một vòng kiếm quang kinh thế. keng anh bua sắc bén đến cực hạn cùng với kiếm quang sắc bén đến cực hạn song phương đụng vào nhau ở trên không trung mà kết quả thì đi ra trong nháy mắt khai thiên phủ quang mà trần khuynh địch đánh ra giữ vững không đến một giây liền trực tiếp bị chém đứt nhưng gần như đồng thời thiên địa hồng lô khai thiên phủ quang tán loạn một lần nữa hóa thành âm dương nhị khí biến hóa theo ấn pháp ở trong tay của trần khuynh địch vậy mà tụ tập lại lần thứ hai lúc này thì hóa thành một tòa hồng lô to lớn màu trắng đen, bao phủ độc cô cầu đạo cùng với duy ngã kiếm ở bên trong, âm dương hỏa cháy hừng hực, muốn triệt để luyện hóa đối phương, mà độc cô cầu đạo thì mặt không đổi sắc, duy ngã kiếm kết hợp cùng với đại tự tại kiếm quang ở trên đỉnh đầu, sau đó chỉ thấy vị tông chủ kiếm tông này cắn nát ngón tay, đầu ngón tay mang theo máu tươi điểm nhẹ vào mi tâm, miệng tụng chân ngôn, mười bảo bồi phá địch, dường như là đang hưởng ứng lời tụng niệm của độc cô cầu đạo, duy ngã kiếm chấn động mạnh một cái sau đó hơi hơi nhất chuyển ở trên đỉnh đầu, cũng không thấy có dị tượng gì, nhưng thiên địa hồng lô do Trần Khuynh địch diễn hóa ra lại sụp đổ trong nháy mắt, toàn bộ thân lò đều bị chặt đứt. Sau đó hóa thành thiên địa nguyên khí trở về một lần nữa, Trần Khuynh Địch động niệm, lại phát hiện ra những thiên địa nguyên khí tán loạn này thế mà lại không có cách nào tụ tập lại. Đây cũng không phải là chặt đứt đơn thuần, mà là chém giết cả thiên địa nguyên khí, sừng sững ở trên không trung, Trần Khuynh Địch trao mày, đối phó với một kẻ tu kiếm đã phiền toái như vậy chứ đừng nói chi là ở bên cạnh còn có hai tên gia hỏa không biết đang nhìn chằm chằm, thậm chí Trần Khuynh Địch còn có dự cảm, nếu như thật sự bị duy ngã kiếm chém chúng mà nói, làm không tốt thì sẽ không có cách nào khôi phục nhanh chóng, không còn cách nào, Trần Khuynh Địch lật bàn tay một cái, một chuôi trường kiếm đỏ tươi như máu liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Đã sớm nghe nói duy ngã kiếm của kiếm tông là thiên hạ đệ nhất kiếm, bất quá thuần dương cung chúng ta cũng có một thanh thần kiếm, cũng không biết là bên nào sẽ mạnh hơn. Ô, oh, độc cô cầu đạo dùng ánh mắt sáng quắc mà nhìn xích tiêu kiếm ở trong tay của Trần Khuynh Địch, rất có vài phần cảm giác nóng lòng muốn thử, dù sao thì kiếm tu đệ nhất thiên hạ cũng đã làm mất. Vậy thì cái danh hào thiên hạ đệ nhất kiếm này chẳng lẽ kiếm tông còn không gánh nổi, vậy thì còn tu kiếm cái gì, về nhà chăn heo cho rồi. Có ý tứ, đây là đạo binh thượng phẩm của thuần dương cung, mình thiên cơ để lại nó cho ngươi. Không sai, Trần Khuynh Địch cao giọng nói ra, đây chính là xích tiêu kiếm xem kiếm theo một tiếng hét to của trần khuynh địch xích tiêu kiếm nhất thời biến hóa thân hình chuôi kiếm biến thành đầu rồng thân kiếm biến thành thân rồng mũi kiếm hóa thành đuôi rồng đúng là hóa thành một đầu xích sắc cự long vần quanh toàn thân của trần khuynh địch bám vào trên người chỉ chốc lát sau liền trực tiếp hóa thành một bộ xích long giáp giữ tận bao trùm trần khuynh địch độc cô cầu đạo xích tiêu kiếm bộ áo giáp này là đã xảy ra chuyện gì chúng ta chẳng lẽ không phải đang so xem ai mới là thiên hạ đệ nhất kiếm sao cái gì thế? đây là áo giáp của ngươi à? à, trần khuynh địch giống như không có việc gì nói ra, người không biết rằng xích tiêu kiếm có năng lực này sao? độc cô cầu đạo nói nhảm, bảo kiếm biến thành áo giáp, đây rõ ràng là áo giáp có hình dạng như một thanh kiếm, đây căn bản không phải là thần kiếm. phóng ngựa tới đây. khốn kiếp, hai mắt của độc cô cầu đạo trở nên rất lạnh, không tiếp tục lưu thủ, duy ngã kiếm ở trên đỉnh đầu trùng điệp chồng lên nhau cùng với đại tự tại thần kiếm quang ung dung chuyển động trên không trung, trong chớp mắt, một cố ý cảnh chém giết kinh khủng liền rơi vào trên người của Trần Khuynh Địch và chạm với bộ áo giáp do xích tiêu kiếm hóa thành. Vào thời khắc này độc cô cầu đạo mới xem như là chân chính phát huy ra uy thế của đạo binh thượng phẩm, dù sao thì trước đó mặc dù ba người liên thủ, nhưng cuối cùng cũng không phải là đồng lòng. Vô luận là độc cô cầu đạo, đàm hoa hay là minh tôn, ít nhiều cũng giữ lại vài phần át chủ bài, như lai hàng ma sử hàng nhái của đàm hoa tự nhiên là cũng nằm trong số đó mà lúc này độc cô cầu đạo đã thúc giục lực lượng duy ngã kiếm chân chính, cùng so sánh với duy ngã kiếm, cửu phẩm công đức liên đài thuộc về trí bảo phòng ngự. Đạo binh thần bí của Minh Tôn không thể hiển lộ chân hình, uy lực có thể phát huy ra cuối cùng là vẫn có hạn, cho nên ở bên trên lực công kích. Duy ngã kiếm mới là mạnh nhất trong ba kiện đạo binh, chỉ là do trước đó độc cô cầu đạo cố ý giấu rút cho nên mới không triển lộ, nhưng mà lúc này thì lại khác. Tiên thiên nhất khí thái sơ kiếm trận tính cả Long Thiên Tứ đã bị như lai hàng ma sử hàng nhái cuốn lấy, mà Thái Hoa Sơn đã ở ngay dưới chân, chỉ cần có thể đánh bại Trần Khuynh Địch, là liền có thể giết vào bên trong thuần dương cung, tự nhiên cũng không cần phải giấu nghề. Mười bảo bối chẳng địch, độc cô cầu đạo tụng chân ngôn ở trong miệng, đứng ở giữa không trung, ống tay áo bồng bềnh, phẳng phất như người trong chốn thần tiên nhưng ở dưới ý niệm thôi động của hắn duy ngã kiếm lại tản ra sát khí đầy trời nhất là ở trên mũi kiếm cố ý cảnh chém giết tất cả kia trong lúc lan tràn ra ngay cả thiên địa nguyên khí bốn phía cũng đều bị chém giết tạo nên một vùng hư không quả thực là bá liệt cường thế đến cực hạn duy ngã kiếm chính là một chuôi thiên tử kiếm hàng thật giá thật ở dưới nhiều năm tế luyện của kiếm tông tự nhiên cũng có phương pháp vận hành thuận nghịch thuận chính là giống như quân vương thống ngự trừ thiên mũi kiếm chỉ tới đâu thiên địa nguyên khí vũ động tùy theo đó, nghịch giống như là quân vương đảo hành nghịch thi, mũi kiếm chỉ tới đâu, không có gì không thể giết. Dựa vào ý cảnh đại tự tại thần kiếm sắc bén, uy lực bộc phát ra cho dù là đàm hoa cùng với minh tôn ở cách đó không xa cũng đều là hơi kinh ngạc mà đối mặt với một kiếm này. Trần Khuynh Địch cũng như là lúc đầu vậy, giơ một tay chỉ lên trời, năm ngón tay nắm lại thành quyền, bất quá lần này, xích tiêu kiếm đã hóa thành áo giáp bám vào ở trên người của hắn. Ở bên trên thiết quyền nắm chặt phủ đầy long lân, phẳng phất như một chuôi thiết chuỷ thiên truy bách luyện trực tiếp đánh về phía duy ngã kiếm đang bổ tới oanh duy ngã kiếm rút lui mà quay về bản thân trần khuynh địch cũng lùi lại liên tục mấy bước nhưng khiến cho sắc mặt của độc cô cầu đạo trở nên khó coi là sắc mặt của trần khuynh địch vẫn như thường nắm đấm vừa rồi va chạm với duy ngã kiếm cũng không có một chút tổn hao nào bộ áo giáp do xích tiêu kiếm hóa thành kia thế mà thực sự có thể chống đỡ một kiếm của ta nói đùa cái gì độc cô cầu đạo hít vào một hơi thật sâu trong nháy mắt liền khôi phục lại sự tỉnh táo suy nghĩ kỹ một chút kỳ thật cũng là chuyện đương nhiên dù sao thì xích tiêu kiếm ở trong tay của trần khuynh địch cũng là đạo binh thượng phẩm được trần khuynh địch lấy tu vi bây giờ thôi động tạm không nhắc đến đó là áo giáp hay là thần kiếm nhưng tối thiểu ở bên trên độ cứng là có bảo đảm sẽ không có khả năng bị một kiếm của ta bổ ra nếu không thì cũng quá lầm nói một cách khác cái gọi là thiên hạ đệ nhất kiếm lần này hẳn là khó có thể phân biệt, đều là thượng phẩm thần binh, làm sao có thể dễ dàng phân ra thắng bại như thế, đã như vậy. Chư vị còn không định xuất thủ sao, độc cô cầu đạo lạnh giọng nói ra, lòng lão thất phu cùng với kiếm trận bây giờ vẫn đang bị hàng ma sử của đàm hoa thủ tọa ngăn cản. Thuận dương cũng lớn như vậy bất quá cũng chỉ còn lại có một người này, vậy thì còn phải chờ cái gì? Thần sắc của đám hoa cùng với minh tôn biến hóa mấy lần, sau đó khí thế ở trên người đồng thời tăng vọt, A-di-đà-phật. Hắc hắc, lúc trước thuần dương cùng diệt nhật nguyệt kiếm tông chúng ta hôm nay chính là lúc ta trả thù thấy đàm hoa cùng với minh tôn cũng có xu thế xuất thủ trần khuynh địch chính là một chút cũng không hoảng hốt không có đủ át chủ bài và sát chiêu hắn làm sao có thể đi ra trang bức vào cái thời điểm này hít vào một hơi thật sâu lực lượng toàn thân của trần khuynh địch ở dưới sự kiềm chế của xích tiêu kiếm dần dần thống nhất hóa thành một vệt thanh quang đâm thẳng vào sâu trong hư không đây cũng là tác dụng của xích tiêu kiếm, có thể khiến cho lực lượng phân tán của hàn thống nhất lại, chân chính sánh ngang cùng với đám người độc cô cầu đạo. Hai tay của ta sẽ bắt lấy tương lai, Trần Khuynh địch vung tay lên, bày ra một cái tư thế khiến cho người khác cảm thấy khó hiểu, hướng một tay lên trời. Liền để cho các ngươi nhìn thấy thần linh một lần. Giáng lâm. Obelis, không đúng, đô thiên tọa, ầm ầm. Phẳng phất như là đang hưởng ứng lời kêu gọi của Trần Khuynh địch, ngay ở trên không thái hoa sơn, hư không phá toái, vô tận hắc ám tràn ra phẳng phất như vực thẳm vậy, nhưng tiếp theo sau đó, là một điểm sáng xua tan bóng tối, điểm sáng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc phóng to, cuối cùng nhét đầy ở bên trong toàn bộ hư không. Hãy nếm thử thần thiết trùy, ở bên trong hư không vô tận, một bóng người to lớn màu xanh trắng chậm rãi phóng ra từ bên trong điểm sáng giống như như lai hàng ma xuất hiện ra hư ảnh như lai trước đó vậy cao ngất đâm thẳng vào mây xanh tứ chi phẳng phất như có thể chống ra thiên địa vậy ở bốn phía có chín vầng ánh sáng lấp lóe giống như thần linh đó là cái cái quái gì ba người độc cô cầu đạo đàm hoa minh tôn vạn phần kinh hãi nhìn đô thiên tọa đánh nát hư không đột nhiên xuất hiện viện quân của thuần dương cung nhưng mà cũng không có hơi thở sự sống hơn nữa loại cảm giác này là đạo binh đạo binh cực phẩm không, không đúng, không phải là đạo binh cực phẩm, hẳn là đạo binh thượng phẩm, nhưng mà gặp quỷ. Đời nào sẽ có một kiện đạo binh thượng phẩm lớn như thế chứ? Kích thước lớn nhỏ của đạo binh không thể quyết định sự mạnh yếu của đạo binh, chuyện này là đương nhiên, nhưng khi tranh lệch kích thước đạt tới một mức độ nhất định, thực lực giữa song phương cũng sẽ xuất hiện một cái tình huống lượng biến dẫn đến chất biến, điều này ở trong hòa luyện kim đan cũng là sự tình rất bình thường. Một ví dụ điển hình chính là yêu côn Bắc Hải, cỗ thân thể đáng sợ sánh ngang với một khối đại lục kia, mang đến cho yêu côn Bắc Hải cơ hồ là lực lượng vô địch, đô thiên tọa cũng là như thế. Đồng dạng là đạo binh thượng phẩm, kích thước của đô thiên tọa chính là gấp duy ngã kiếm từ 300 lần trở lên, vậy thì ai mà chịu nổi chứ? Xem chiêu Vỡ nát thần quyền Vừa phát ra tiếng kêu không giải thích được, Đô Thiên Tọa vừa giơ cao tay phải kim thiết lên, thái hạo cửu trọng thiên hóa thân thành chín vòng sáng nhất thời vận chuyển, gia trì ở trên tay phải, theo một quyền này của Đô Thiên Tọa, nhấc lên thủy triều nguyên khí ngập trời, trực tiếp bao phủ ba người độc cô cầu đạo. A Di Đà Phật, trong ba người, Đàm Hoa chắp tay ở trước ngực, cửu phẩm công đức liên đài ở trên đỉnh đầu vào thời khắc này bỗng nhiên nở rộ ra, trực tiếp nghênh đón thiết quyền của Đô Thiên Tọa bao phủ toàn bộ ba người ở trong đó. Nhưng mà cho dù đã chặn lại được thiết quyền, ba người đàm hoa vẫn như cũ không có cách nào ngăn cản động tác ra quyền của đô thiên tọa. Thiết quyền giáng xuống từ trên trời, ba người đàm hoa trực tiếp từ bị đánh bay ra khỏi thái hoa sơn từ trên không trung, ở dưới sự thao túng của Trần Khuynh. Đô thiên tọa phi ra ngoài thái hoa sơn, cuối cùng nện vào phía trên một chỗ hoa nguyên ở phụ cận thái hoa sơn, lực trùng kích kinh khủng chấn vỡ mặt đất, thậm chí còn dẫn phát điện chấn với quy mô lớn. Ha, ha 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 Trần Khuynh Địch tung người một cái, trực tiếp vọt vào khoang điều khiển trên ngực của Đô Thiên Tọa. Tới tới tới. Hôm nay thần công của bàn chân truyền đại thành vừa vặn bắt các ngươi để thử đao, oanh. Mặt đất nứt ra, ba người đàm hoa bị đô thiên tọa đập lún vào trong đất bay vọt ra, vừa rồi mặc dù nhìn qua chật vật, nhưng ở dưới sự phụ trợ của cửu phẩm công đức liên đài khí tức của ba người chỉ hơi có vẻ xa sút không chân chính bị trọng thương, nhưng bất kể nói như thế nào, bị một quyền đập bay từ trên trời lún vào mặt đất, cuối cùng cũng bị mất hết mặt mũi. Tốt tốt tốt. Thuận Dương cũng ngược lại là có vận mệnh tốt, không nghĩ tới lại có một kiện đạo binh như vậy tồn tại, ở trên không trung, Trần Khuynh Địch ngồi ngay ngắn ở trong đô thiên tọa, dùng ý thức bản thân kết hợp hoàn toàn với đô thiên tọa, đứng ở bên trên biển mây, ngồi xem gió cuốn mây bay, mây trắng dưới chân quay cuồng chảy xiết, diễn hóa ra rất nhiều dị tượng. Cỗ quyền ý bá liệt như lửa, trần áp thiên hạ kia thông qua đô thiên tọa được phóng đại lên mấy lần, ầm ầm. Ở bên trong biển mây đầy trời bỗng nhiên xuất hiện ba cái vòng xoáy, sau đó thân ảnh của ba người đàn hoa, độc cô cầu đạo. Bình tôn sông phá sự trói buộc của biển mây rơi vào phía trước đô thiên tọa, chuyện cho tới bây giờ cũng không còn chỗ giải thích nào, ba người trực tiếp xuất thủ hóa thành ba đạo nguyên khí xé rách tấm lụa trường không. A à, Di Đà Phật, Đàm Hoa xuất thủ vẫn là Phật quang sáng lạn, cửu phẩm công đức liên đài trên đỉnh đầu ung dung nhất truyền, vô tận Phật quang rủ xuống biển mây, diễn hóa ra vô số Phật Đà, là hán, Bồ Tát, nhuộm biển mây trắng phao thành một mảnh mây vàng, tiến hành phong tỏa thân hình của Đô Thiên Tọa, đồng thời còn dẫn động vô số ý niệm nguyên thần. Những ý niệm nguyên thần này mang theo ý cảnh huyền ảo, vậy mà bỏ qua cơ thể của Đô Thiên Tọa, rót vào bên trong Đô Thiên Tọa, muốn trực tiếp độ hóa và thao túng Trần Khuynh Địch ở trong đô thiên tọa để cho bản thân Trần Khuynh Địch từ bỏ chiến đấu, mà loại thủ đoạn ở bên ngoài gọi là độ hóa này, kỳ thực là thủ đoạn tẩy não, vừa nhìn liền biết là thủ đoạn của Phật môn. Ha ha, ở bên trong đô thiên tọa, Trần Khuynh Địch cười lạnh một tiếng, nguyên thần trong não hải cũng đang không nhất chuyển, hóa thành một tòa linh lung tháp màu vàng. Có một tòa linh lung tháp màu vàng như vậy tọa trấn nguyên thần, cơ hồ là vạn pháp bất xâm, cự tuyệt thủ đoạn của Đàm hoa ở ngoài cửa ẩm, ừ, đô thiên tọa đạp một cái, ở bên trong thái hạo cửu trọng thiên quyết, vừng sáng đại biểu cho chấn tinh thiên ung dung nhất truyền, trong phút chúc quang hoa đại phóng, rơi vào dưới chân của đô thiên tọa, theo một đạp này, trực tiếp làm vỡ nát Phật quốc trong biển mây vàng, vô số Bồ Tát, La Hán, Phật Đà, toàn bộ đều bị một cước này dẫm nát. Tiếp một kiếm của ta, không đợi đô thiên tọa thu chiêu, độc cô cầu đạo chính là thôi động duy ngã kiếm ở trên đỉnh đầu, khiếu huyệt trên toàn thân đồng thời chấn động phun ra vô tận đại tự tại kiếm khí, không qua bao lâu, thân hình của hắn liền trực tiếp biến mất, hóa thành một chuôi kiếm quang sáng ngời, sau khi hợp nhất cùng với duy ngã kiếm, chém về phía đô thiên tọa ở giữa trời. Tại sự người chắc, Trần Khuynh Địch không có một chút hoang mang nào, đô thiên tọa mở rộng cánh tay phải, vầng sáng thái bạch thiên bỗng nhiên sáng lên, nắm tay phải được rút vào. Hiện ra một chuôi trường kiếm màu trắng, chém về phía duy ngã kiếm, bất quá không thể không thừa nhận, duy ngã kiếm đúng là có uy lực tuyệt luân. Thái Bạch Pháp kiếm chỉ giữ vững được trong chốc lát, soạt. Thái Bạch Pháp kiếm của Đô Thiên Tọa liền bị duy ngã kiếm chặt đứt, bất quá sau khi làm xong tất cả những thứ này, độc cô cầu đạo cũng hao hết khí lực, không có dư lực đối mặt với một quyền đánh ra sau đó của Đô Thiên Tọa, bị ép phải lùi về sau, một lần nữa kéo dài khoảng cách với Đô Thiên Tọa, không đợi Trần Khuynh Địch lấy hơi. Mình tôn chính là bay theo sát ở phía sau độc cô cầu đạo, trên tay phải ngón trỏ hợp lại với ngón giữa, ngón trỏ hiển hóa ra liệt dương kiếm khí nóng hừng hực ngón dựa diễn hóa ra hàn nguyệt kiếm khí âm nhu lạnh lẽo nhật nguyệt kết hợp lại giống như âm dương giao hội đúng là sinh trưởng ra một vòng nhật nguyệt kiếm khí sắc bén đến cực hạn nhật nguyệt kiếm khí có một chút cùng loại với khai thiên phủ quang của trần khuynh địch song phương đều là võ công do lưỡng cực đối lập thôi diễn ra chẳng sống đổ về một biển nhưng lại hoàn toàn khác biệt nhưng không thể không thừa nhận uy lực của nó là rất mạnh mẽ mặc dù không có nhiều biến hóa như thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô quyết nhưng cũng được tính là một môn võ công tuyệt cường, cũng không trách được năm đó Minh Tôn lại dám đối phó với thuần dương cung, thậm chí còn tiến hành tranh đoạt vị trí thánh địa võ đạo. Trước đòn đánh này, Trần Khuynh Địch rất điểm tính. Thần tinh thiên, tên lửa tổ ong. Nhật Luân thiên, pháo positron. Khai hòa, đô thiên tọa chấn động. Vừng sáng biểu tượng cho Nhật Luân Thiên cùng với thần tinh thiên đồng thời bộc phát, sau đó chỉ thấy vô số chùm sáng như sao rơi bắn ra từ vai của Đô Thiên Tọa theo sát phía sau còn có một chùm sáng màu vàng óng sáng tỏ đến mức tận cùng trong nháy mắt liền va chạm cùng với nhật nguyệt kiếm khí của minh tôn đồng dạng là nhật nguyệt lưỡng cực nhưng lưỡng cực ở bên trong thái hạo cửu trọng thiên quyết cũng không có đối lập mà là phân biệt đi tới cực hạn nhưng mà lực lượng diễn sinh ra lại không hề yếu ở dưới sự va chạm cùng đánh vỡ nát nhật nguyệt kiếm khí của minh tôn nếu không phải có đạo binh thần bí bảo vệ chỉ sợ là sẽ đạt được chiến quả lớn hơn có một chút khó giải quyết Tiện đạo binh này hiện ra hình người, có phương thức chiến đấu cũng hoàn toàn khác biệt với phần lớn đạo binh, ý cảnh cũng biến hóa rất nhiều, quả thực giống như là một vị võ giả chân chính. Đạo binh cùng với võ giả, cuối cùng ai mới là chúa tể, trừ phi là loại đạo binh cực phẩm giống như như lai hàng ma sử kia, nếu không thì xem như là đạo binh thượng phẩm. Cũng cần phải có người thao túng mới có thể phát huy ra uy năng chân chính, hơn nữa căn cứ theo hình thể của đạo binh, cũng sẽ có phân chia ưu khuyết ví dụ như duy ngã kiếm chính là chuyên môn công kích mà cửu phẩm công đức liên đài chính là chuyên môn phòng ngự nhưng đồ thiên tọa lại không giống xem như là đạo binh hình người đồ thiên tọa giống như là một vị võ giả chân chính cơ hồ là toàn diện cộng thêm thái hạo cửu trọng thiên quyết khiến cho nó không có bất kỳ nhược điểm rõ ràng nào mà muốn đối phó với loại tồn tại này lực lượng cấp bậc nghiền ép mới là mấu chốt nhất như vậy vấn đề đã đến có thể thu như lai hàng ma sử hàng nhái trở về không chuyện này đối mặt với nghi vấn của độc cô cầu đạo đàm hoa giật khoái mặt một cái liếc mắt nhìn về phía phương hướng thái hoa sơn mà ở nơi đó như lái hàng ma sử hàng nhái vẫn đang đối cứng cùng với tiên thiên nhất khi thái sơ kiếm trận như cũ một cỗ pháp tướng như lai kim thân bao dung trừ thiên lao sang trái và phải đồng thời giao thủ cùng với bốn thanh tiên kiếm mà không rơi vào thế hạ phong nhưng mà cũng chỉ đến thế mà thôi lão tăng cũng muốn gọi nó trở về nhưng mà, đàm hoa bất đắc dĩ chỉ tay một cái, độc cô cầu đạo cùng với Minh Tôn nhất thời thấy được cảnh tượng ở bên trong thái sơ kiếm trận lúc này. Theo đó là tiếng cười to phách lối khiến cho ba người chán ngán đến cực điểm. Ha ha ha! Muốn đi! Long thiên tứ ta không lên tiếng, một kiện hàng nhái như ngươi cũng muốn đi, nếu như là chính phẩm thì còn chưa tính, hàng nhái cũng dám trong bức ở chỗ này cùng với ta, không có cửa đâu hai vị thí chủ cũng đã nhìn thấy có lòng lão thất phu dây dưa lão tăng cũng rất khó chịu hồi hàng ma sử trở về hơn nữa theo thời gian trôi qua lực lượng chính phẩm ẩn chứa trong đó đã hao mòn rất nhiều đoán chừng qua thêm nửa canh giờ nữa kiện hàng nhái này liền sẽ sụp đổ triệt để mất đi uy năng thần sắc của độc cô cầu đạo cùng với minh tôn biến hóa chuyện cho tới bây giờ muốn thối lui là không thể nào nhưng không thể không thừa nhận ba người đều không ngờ được thuần dương cung lại còn có loại át chủ bài như đô thiên tọa hơn nữa vị trần khuynh địch đột nhiên nhảy ra này cũng có thực lực vượt ra khỏi sự dự đoán của ba người cả hai chồng chất lên nhau mới đưa đến quẫn cảnh như bây giờ bất quá dù vậy ba người vẫn không hề từ bỏ điều khiển đạo binh thượng phẩm là có tiêu hao rất lớn bọn họ có ba người mà trần khuynh địch chỉ có một người nhưng phải đồng thời khu động hai kiện đạo binh thượng phẩm xích tiêu kiếm cùng với đô thiên tọa trong đó còn có một kiện đạo binh vô cùng to lớn mức tiêu thụ nguyên khí khẳng định còn muốn viện siêu ba người bọn họ chỉ cần kiên trì hắn nhất định sẽ không chống đỡ được kéo dài thời gian là được không sai ba người định ra kế hoạch liền làm chậm lại thế công dự định biến chiến thuật từ lôi đình nhất kích thành chậm rãi tiêu hao chờ đến khi trần khuynh địch tiêu hao hầu như không còn nguyên khí thì tự nhiên sẽ chiến thắng vì thế ba người còn khu động đạo binh trong tay phong cấm thiên địa bốn phía, không cho Trần Khuynh Địch có cơ hội thôn nạp nguyên khí ở ngoại giới để khôi phục, mà đối mặt với chuyện này, biểu lộ của Trần Khuynh Địch là rất bình tĩnh. Ngây thơ Thật sự là quá ngây thơ rồi. Các ngươi cho rằng làm như vậy thì sẽ hữu dụng hay sao? Hừ, đối mặt với loại khiêu khích thấp kém này của Trần Khuynh Địch, ba người đám hoa vào lúc ban đầu còn lộ ra vẻ vô cùng bình tĩnh, bất quá rất nhanh độc cô cầu đạo liền không thể bình tĩnh được nữa, bởi vì đúng vào lúc này, lệnh bài truyền tin ở trong người đột nhiên chấn động. Sau đó, từng tiếng kinh hô của các trưởng lão kiếm tông truyền ra từ lệnh bài truyền tin vang lên kịch liệt ở trong đầu của độc cô cầu đạo. Tổng chủ Không tốt có người đánh tới cửa rồi, độc cô cầu đạo bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía vị trí Trần Khuynh Địch ở bên trong đô thiên tọa, mà Trần Khuynh Địch thì bỗng nhiên nở một nụ cười sán lạn. Đã sớm biết có người sẽ đến tấn công Sơn Môn, thật sự cho rằng Thuần Dương cùng chúng ta chỉ biết đợi ở trong núi chờ các người đánh tới cửa hay sao? Không biết tiến công mới là biện pháp phòng ngự tốt nhất hay sao? Người đã bị đánh tới nhà rồi. Đồ đần Ở trong thiên hạ có 10 đại thánh địa võ đạo, mỗi một thánh địa võ dạo đều có nội tình thâm hậu, nắm giữ thực lực cường đại, cũng chính là bởi vì mạnh mẽ, mới được giang hồ tôn xưng là thánh địa võ đạo nhưng ở giữa các thánh địa võ đạo cũng có tồn tại mâu thuẫn ví dụ như đạo môn cùng với phật môn vẫn không hợp nhau mà đạo môn cùng với phật môn thì lại liên thủ chống lại ma đạo những mâu thuẫn này đều dựa trên xung đột lợi ích vì vậy chúng cũng có thể được giải quyết bằng lợi ích ở trong tình huống khẩn cấp hai mạch đạo phật cũng sẽ liên thủ với nhau thậm chí là không ngại thân phận ma đạo cái gọi là trừ ma vệ đạo kỳ thật xa xa cũng không có cực đoan như trong tưởng tượng của rất nhiều người giang hồ nhưng ở trong đó cũng có chuyện ngoài ý muốn, kiếm tông cùng với đao tông, mâu thuẫn ở giữa hai đại thánh địa võ đạo này xa xa không phải là lợi ích có thể giải quyết, thật sự mà nói. Đó chính là mối thù truyền kiếp, mối thù truyền kiếp này bắt nguồn từ người sáng lập hai đại thánh địa võ đạo này. Nghe nói người sáng lập kiếm tông cùng với người sáng lập đao tông năm đó vốn là hai vị tán tu giang hồ, bởi vì vào thời điểm hành tẩu ở trên giang hồ, họ đã cãi nhau vì một cái bánh bao. Sau đó ở dưới số phận nghiệt ngã, bọn họ bị vướng vào nhau, từ đó hành hung lẫn nhau, mà hết lần này tới lần khác tài năng của hai vị này lại là vô song, ở dưới tình huống đều là thiên tài. Có một đối thủ mà bản thân cảm thấy ngứa mắt, song phương đã thúc đẩy lẫn nhau, tạo thành một vòng tuần hoàn phi thường hoàn mỹ, nhưng ngược lại. Quan hệ của hai người sáng lập này cũng theo đó trở nên càng ngày càng kém, cơ hồ là mỗi ngày đều tiến hành một trận chiến sinh tử, mà đến cuối cùng. Tu vi của hai người sáng lập đều đạt đến một cái cấp độ cực cao, sau đó phân biệt khai sáng ra kiếm tông cùng với đao tông, nhưng sự khó chịu giữa hai người cũng lan đến tông môn của họ. Điểm này từ đạo binh thượng phẩm mà hai đại thánh địa võ đạo này truyền thừa xuống là cũng có thể nhìn ra, đạo binh thượng phẩm của kiếm tông tên là duy ngã kiếm, đạo binh thượng phẩm của đao tông tên là độc tôn đao, nói một cách khác chính là đối lập với nhau mà vào giờ khắc này, ngay ở bên ngoài sân môn của kiếm tông, có một nhóm lớn nhân mã đã tụ tập đến. Hơn nữa, mỗi người đều cầm trường đao ở trong tay, đao ý ngất trời sông thẳng lên trời cao. Thậm chí còn bổ ra đám mây ở trên không trung, mà ở phía trước đám nhân mã này thì là một đạo thân hình khôi ngô đứng ở giữa trời, đối với kiếm tông mà nói. Đạo thân ảnh kia không thể nghi ngờ là đề một trong những tồn tại khiến cho bọn hắn cảm thấy chán ghét nhất, tông chủ đao tông nhiếp cầu tiên. Nghe nói vị tông chủ này ban đầu không phải là có tên như thế này, chỉ là vào sau khi nghe được độc cô cầu đạo đổi tên thành cầu đạo, mới đổi thành cái tên cầu tiên này. Chư vị trưởng lão. Chư vị đệ tử. Thời khắc mâu chốt đã đến. Nói cho ta biết. Mục tiêu của các ngươi là cái gì? Theo tiếng hò hét của nhất cầu tiên, rất nhiều trưởng lão và đệ tử đao tông nhau nhau gầm thết, phàm là chuyện mà kiếm tông muốn làm. Chúng ta đều muốn phá hỏng. Phàm là chuyện kiếm tông không muốn làm chúng ta đều sẽ ủng hộ, kèm theo tiếng hò hét ngất trời. Nhật cầu tiên đưa tay vỗ lên trên túi chữ vật, sau đó chỉ thấy một chuôi trường đao màu trắng tinh bị hắn rút ra. Mà trong nháy mắt chuôi đao này xuất hiện, một cỗ uy áp cực kỳ khủng bố lập tức khuếch tán ra, thiên địa nguyên khí phẳng phất như đều rơi vào trong trạng thái đỉnh trệ. Đây là độc tôn đao. Thuộc về đạo binh thượng phẩm của Đào Tông, chính là binh khí do Tổ sư Đào Tông dùng tuyệt thế thần công của Đào Tông, đại tuyệt diệt thần lực làm hạch tâm rèn đúc ra mà có quan hệ đến kiện đạo binh này còn có một đoạn cố sự khá là thú vị. Nghe nói lúc trước tổ sư Đao Tông nghe nói tổ sư Kiếm Tông không biết lấy được vận khí cất chó từ nơi nào, thu được một chuôi thiên tử kiếm, sau đó rèn đúc nó thành duy ngã kiếm. Tổ sư Đao Tông hâm mộ đến mức đỏ mắt, nhưng ở trên đời chỉ có thiên tử kiếm, chứ làm gì có thiên tử đao. Cho nên hắn đành phải nghĩ biện pháp khác. Về sau mới có cái gọi là độc tôn đao, chuôi đao này là do tổ sư Đao Tông hao phí rất nhiều khí lực, thông qua ý cảnh tuyệt diệt nhân dục, thiên đạo vô tình của đại tuyệt diệt thần đao, cuối cùng mới rèn ra được. Việc này không thể chậm chế, chúng ta hãy lập tức tiến công kiếm tông. Đại đao của ta đang rất đói và khát. Khủ khủ, ở bên cạnh nhấp cầu tiên, một vị lão nhân ho khan một cái, bất đắc dĩ nói ra, nếu nhấp tông chủ đã có hứng thú, vậy thì cứ việc xuất thủ, bất quá lão hủ đã già và suy yếu, chỉ có thể đứng đây cổ vũ không sao nhấp cầu tiên cười sảng khoái một tiếng nếu kiếm tông muốn tiến công thuần dương cung vậy đao tông ta dĩ nhiên chính là minh hữu của thuần dương cung đảo chủ cứ đứng ở bên cạnh nhìn là được rồi hắc 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 kiếm tông chính là thánh địa võ đạo nếu như thật sự có thể công phá ta nhất định sẽ trở thành tông chủ đao tông thành công nhất trong lịch sử vậy lão hù xin chúc mừng nhất tông chủ đảo chủ đào hoa đảo vừa ho khan vừa cười nói ra sau đó lui về phía sau tiếp đó hắn liếc nhìn về phía phương hướng thái hoa sơn lão hủ đã làm xong những gì được phân phó lần này hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì không sai đây là sự tình mà rất nhiều người đều không nghĩ tới đó chính là đảo chủ đào hoa đảo thế mà kiên định đứng về phía thuần dương cung trên thực tế cũng không phải là không có người biết rõ đảo chủ đào hoa đảo đã bị long thiên tứ cùng với trần khuynh địch chiêu mộ nhưng tuyệt đại đa số người đều cho rằng loại mời chào này là căn cứ vào lợi ích cũng không đáng tin chỉ cần có người có thể cấp cho đảo chủ đào hoa đảo lợi ích lớn hơn nữa tự nhiên sẽ có thể nhẹ nhõm khiến cho vị đảo chủ đào hoa đảo này làm phản. Trước đó đã có người bí mật liên hệ với đảo chủ đào hoa đảo, thậm chí còn chủ động đưa tới một viên duyên thọ đan. Muốn mua chuộc hắn, dựa theo ý nghĩ của bọn hắn, đảo chủ đào hoa đảo khẳng định là sẽ lựa chọn làm phản rồi. Nhưng trên thực tế, đảo chủ đào hoa đảo là người thông minh, thật giống như vào thời điểm ở Đông Hải hắn đã quyết đoán lựa chọn đầu hàng. Sau đó cũng rất phối hợp với Long Thiên Tứ và Trần Khuynh Địch vậy, hắn mặc dù không có đủ thực lực nhưng sống lâu như vậy đạo lý đối nhân xử thế còn có bản sự bo bo giữ mình lại là rất cao năng lực nắm bắt thế cục cũng tuyệt đối không kém cho nên hắn rất nhanh liền nhìn ra hạch tâm của vấn đề đó chính là hắn không có một cái chỗ dựa nào suy nghĩ kỹ một chút những thế lực tiến công thuần dương cung lần này cái nào không phải là thánh địa võ đạo cái nào không phải là con núi lớn để làm chỗ dựa coi như là minh tôn ở phía sau cũng có tàn dư đại chu làm chỗ dựa, mà đại chu có thể ẩn núp nhiều năm ở dưới sự điều tra của đại can như vậy, tuyệt đối là có mấy phần bản lãnh, cũng được tính là một cái chỗ dựa. Nhưng đào chủ đào hoa đào hắn thì lại không giống, nghiêm ngặt mà nói thì hắn chỉ là tán tu. Cái gì, còn có đào hoa đào, dẹp đi. Đào hoa đào cũng đã bị người ta nhổ đi rồi, còn có cái giám đào hoa đào mà thuần dương cung lần này cũng không thực sự bị diệt vong, nếu như hắn phản bội, mặc dù có một chút sảng khoái nhưng nếu như chờ vị thái hoa tiên nhân kia trở về, nhìn thấy thuần dương cung bị người ta cướp bóc, ở dưới lửa giận ngút trời muốn tìm người để chém cho hà giận, lúc đó sẽ tìm ai? Dù sao thì theo ý nghĩ của đảo chủ đào hoa đảo, quả hồng mềm nhất định sẽ bị chọn bóc trước, ở trong một thời gian ngắn là không giải quyết được thánh địa võ đạo. Như vậy trước tiên sẽ lựa chọn một kẻ phản bội lại không có chỗ dựa để khai đao không phải là chuyện đương nhiên sao về phần những thánh địa võ đạo kia nhắc đến cái gì là có thể che chở ta, chuyện ma quỷ như vậy đảo chủ đào hoa đảo ta sẽ tin tưởng, đến thời điểm đó thái hoa tiên nhân đánh đến tận cửa. Chỉ cần giao bản thân ta ra liền có thể tránh khỏi tai kiếp, nói không chừng sau khi cướp bóc xong sẽ ném ta vào trong bao tài đưa đến thuần dương cung, đến lúc đó lão hủ sẽ phải khóc với ai. Hơn nữa dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, lúc này chính là thời điểm ta phải đứng đúng trận doanh, đây là một cơ hội tốt để nhất phi trùng thiên cùng chi bản thân ta còn đã rời đi khỏi Thái Hoa Sơn nguy hiểm nhất, không cần giao thủ cùng với rất nhiều thánh địa võ đạo, chỉ cần dùng ba tức lưỡi khiến cho Đao Tông đi tiến công kiếm Tông liền xong việc, cuối cùng chỉ đắc tội với một cái kiếm Tông, hoàn mỹ tránh bi Phật Tông phiền toái nhất, nhưng chỉ cần ta ôm chặt đùi của Thuần Dương cung thì còn phải sợ kiếm Tông, ký niệm tới đây, Đảo chủ Đào Hoa Đảo lập tức kiên định với tư tưởng ôm chặt đùi của Thuần Dương. Nhập tông chủ. "Ồ, sao thế Đảo chủ?" Lão Hù cảm thấy để cho đao tông lao lên phía trước vẫn là hơi quá đáng. Lão Hù mặc dù không có đủ thực lực, nhưng mà biết rõ có ơn tất báo, lần này đao tông viện trợ thuần dương cung chúng ta. Thuần dương cung chúng ta làm sao có thể không xuất thủ đây? Chuyện này, không cần nói nhiều. Lần này Lão Hù sẽ xuất thủ cùng với nhất tông chủ. Đào chủ đào hoa đào nói một cách nghiêm túc, dù sao thì cũng đã đắc tội, thừa cơ tiêu giảm thực lực của kiếm tông, giảm sự uy hiếp cho bản thân, cớ sao mà lại không làm đây. Sự thật đã chứng minh, đảo chủ đảo hoa đảo có thể an an ổn ổn sống trên hơn 800 năm, không phải là không có nguyên nhân, rừng càng già càng cay chính là để hình dung loại người này. Khốn nạn, ở bên trong thanh châu đạo, độc cô cầu đạo lộ ra sắc mặt khó coi, ở trong ánh mắt nhìn Trần Khuynh Địch càng là tràn đầy hiểm ác, là do ngươi cùng với Long Thiên Tứ làm ra. Là do Thái Thượng trưởng lão làm, Trần Khuynh Địch nói láo không chấp mắt. Dù sao hắn cũng là trưởng giáo thuần dương cung tương lai, thậm chí căn cứ vào tình huống trước mắt sẽ có khả năng rất cao trở thành trưởng giáo chính thức, mà thân làm trưởng giáo thuần dương cung, hắn đương nhiên là người quang minh chính đại, một thân chính khí được vạn chúng kính ngưỡng, làm sao có thể làm ra loại hành vi vô sỉ đánh lén nhà người khác đây, cho nên tuyệt đối đúng là do Long Thiên Tứ làm trần khuynh địch hiện tại xem như đã hiểu vì cái gì năm đó rõ ràng là do ninh thiên cơ cùng với long thiên tứ tiến hành cướp bóc với nhau kết quả bị người ghen ghét nhất lại là long thiên tứ trong đó có lẽ là bởi vì ninh thiên cơ quá cường đại còn có cái miệng thối của long thiên tứ rất nhiều nguyên nhân khác nhưng nguyên nhân lớn nhất chỉ sợ là do ninh thiên cơ đã cố ý đùn đầy hết tội lỗi cho long thiên tứ nhưng mà không thể không thừa nhận loại cảm giác để cho long thiên tứ cõng nổi này thật sự là sảng khoái ngoài ý hiệu Độc cô cầu đạo hừ lạnh một tiếng, không để ý đến lời nói của Trần Khuynh Địch, hắn còn có thể không biết tính tình của người thuần dương cung hay sao, năm đó Ninh Thiên Cơ cũng là như vậy. Các đời trưởng giáo thuần dương cung đều rất xấu xa. Bất quá bất kể là chủ ý của người nào, lúc này kiếm tông đang bị người ta tịch thu hang ổ là vẫn không thể cải biến được, mà khiến cho độc cô cầu đạo cảm thấy lo lắng nhất chính là sâm chiếm hang ổ nhà mình lại là đám não tàn đao tông hơn nữa giống như là ngay cả độc tôn đao cũng đều được mang tới thật sự là không thể không làm cho hắn cảm thấy lo lắng theo đạo lý mà nói lần này có thể phải binh xâm lấn thuần dương cung độc cô cầu đạo tự nhiên là đã làm xong dự phòng để phòng ngừa đao tông bây giờ ở bên trong sơn môn kiếm tông vẫn còn có duy ngã kiếm hàng nhái đủ để giữ gìn đại trận hộ sơn cam đoan sẽ không bị đám não tàn đao tông kia công phá mà quan trọng nhất là Trước đó hắn cũng đã sắp xếp xong xuôi, nhờ tắc hạ học cung hỗ trợ ngăn cản Đào Tông, đại tế tử Nho Gia cũng đã đáp ứng, vì sao Đào Tông vẫn có thể đánh đến tận cửa, đáng chết. Lạc đầu, độc cô cầu đạo cuối cùng vẫn là người có tâm tính kiên nghị, rất nhanh liền bỏ qua những ý nghĩ không quan trọng này, trực tiếp nhìn về phía đàm hoa cùng với Minh Tôn ở bên cạnh, ý tứ của hắn rất đơn giản. Không biết Phật môn lúc này có thể xuất thủ cứu viện hay không, hoặc là thế lực sau lưng của Minh Đạo Hữu có xuất thủ cứu viện hay không a à, di đà phật mình tôn trầm mặc không nói đàm hoa thì miệng một tiếng phật hiệu chợt lắc đầu vì kiếm tông mà xuất thủ ngăn cản đào tông chỉ có đồ đần mới đi làm đây vậy thì mời hai vị đạo hữu bảo vệ đệ tử mà kiếm tông chúng ta phải đến đây lần này sau đó bản tông nhất định sẽ có hậu báo độc cô cầu đạo cũng không cảm thấy ngoài ý muốn trực tiếp xoay người muốn rời khỏi chiến trường lúc này dự định xâm lấn thuần dương cung đã thất bại cho dù có không cam lòng thì cũng không có cách nào rút lui trở về bảo hộ tông môn mới là quyết định đúng đắn về phần bảo vệ cho đám người lý trường không rút lui tin rằng đám hoa cùng với minh tôn sẽ còn không đến mức không cho một chút mặt mũi này